Đó. Nên cứ nắm chắc câu Phật hiệu này cả đời đi. Như hôm qua gặp mấy cô ở trong chùa bên kia, mấy cô nói có một cái phòng 6 người ở, mà cứ bước vô phòng cái thì thấy có một người đứng ngay nhà vệ sinh. Đứng tóc ngắn, rồi cứ đứng ngay nhà vệ sinh. Thì cô này cô tưởng đâu cái bà cụ trong phòng, thầy giống giống bà cụ trong phòng. Bà kêu cụ, vừa kêu một cái mắt tiêu. Mà trong phòng ba người thấy vậy đó, cứ đứng hoài vậy đó. Đó. Nên quý vị biết những đứa đã từng chia sẻ một bài giảng mà cảnh giới hương linh có tồn tại hay không, đúng không? Tồn tại chứ, có tồn tại. Mà quý vị biết gì sao mà quý vị thấy hương linh không? Tại vì yếu. Yếu quá. Yếu mà nhát nên mà thấy hương linh. Đứng hoài vậy đó, cứ đứng ngay cái nhà vệ sinh vậy đó. Rồi xong cái câu cô hỏi, dạ thưa thầy vậy con mới làm sao? Rồi xong mà những đức nói niệm Phật, nhưng mà cô lỡ ngay vô đó cô nói vậy nè: chúng ta cùng tu nhưng mà phàm phu người ta thấy mình người ta cũng sợ, thôi cứ ở thì cứ ở nhưng đừng cho người ta thấy mình. Có tình có lý quý vị, có tình có lý. Người ta nghe lời liền, nói câu ta nghe lời liền. Tại vì mình làm ta sợ mình cũng bị tổn phước, thấy không? Mình làm ta sợ mình bị tổn phước. Nên tại sao có những hương linh mà bị người ta chù yếm? Tại vì bị làm ta sợ. Quý vị đừng có làm ta sợ đi, ai chù yếm quý vị? Quý vị cứ ở yên chỗ nào và ở yên chỗ đó đi, cứ ẩn đi. Mình hiện chi cho người ta thấy mình, để người ta chù yếm mình, hiểu không? Còn trong chùa thì mình gặp gì mình chỉ cần nói một câu thôi. Quý vị cứ ở tu, chúng ta cùng tu cầu sanh cực lạc, nhưng đừng có hiện cho người ta thấy làm chi, hiểu không? Mọi chỗ đầy hương linh, nhà mình, ngoài đường xá, chùa chiền, nơi nào mà không có. Quý vị biết cái người mà chết chưa siêu thoát nhiều cỡ nào chứ? Nhất là cái tháng 7 này đầy. Giờ này ngoài săn đi nheo nhóc nữa. Đầy vậy. Quý vị ở đây 2.000 người thì phần hương linh phẳng 200.000 người. Trời ơi, người mắt mà chưa siêu thoát đông không tưởng tượng được. Vì biết rằng cái cảnh giới mà hương linh phá thai nhiều cỡ nào chứ, không biết bao nhiêu mà nói. Rồi thêm nữa, một người bị đi đến đây thôi, bị dẫn theo biết bao nhiêu người mà nói. Có tôi tin không, hay nói rằng mỗi người chúng ta đi đâu là cái nửa đoạn đường quan gia chế chủ đồ. Những người có duyên chết chưa siêu thoát đi theo mình gần nửa đoạn đường. Mà bao nhiêu con người này đi thì biết, biết bao nhiêu người đi theo chưa? Hiểu không? Đầy. Đó. Mà cái kiểu mà nói cho tu tu chứ, mà mình bước vô phòng mà mình thấy đứng ngơ 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 cũng ớn lắm á nghe. Ớn chứ bây giờ cái quý vị. Xong á, nhà Đức nói cái câu kia, nhà Đức nói á, thôi bây giờ gì đi, tại người ta đứng hoài là do người ta không có cái giường ngủ. Cô để cái giường, cô nói là thôi quý vị cứ ở đây ngủ đi, chắc chắn quý vị là ngủ liền. Bây giờ những đức nói đơn giản thôi, trong cái nhà quý vị để một cái giường, quý vị nói người phước mọc phước mài đi lại đây ở đi, nghỉ đi nghe, tức khắc là ngay cho nó đầy. Tại vì sao quý vị nói câu thôi là người ta ở đó liền. Có nghĩa là mình bước vô cái là mình thấy người ta đứng ở nhà vệ sinh là vì sao? Người ta không có chỗ nằm nghỉ. Giường thì của mình, ta đâu có dắt lên, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà mày thử cái gì để cái giường thử đi, để không là người ta lỡ người ta nằm liền, lỡ người ta nằm liền á.
nó mà cái bà mà thấy kia nửa đêm chùm đầu chùm đít lên lú đầu ra là thấy người ta nằm, người ta ngủ, mà vừa chùm đầu chùm đít lại mà mình vừa ấy cái mền ra cái là mình thấy họ làm nè, dễ đâu nghe. Thì bị biết rằng nếu quý vị mà yếu yếu ông dí nhát á, là có những hương linh mà nam á, ta gặp quý vị ta làm nè. Mà người của họ nó lạ lơ lắm quý vị, gì nè, nó phần âm là người ta ương gì nè. Rồi bắt đầu là người ta thấy mình mới kiểu mà nhát nhát, là người ta gặp mình là người ta cứ ta quắc quắc vậy đó. Tại vì người ta vậy mà, thấy quý vị nhát quá ta làm vậy đó. Quý vị biết á, mỗi một cái phòng chúng ta ở đều có rất nhiều, nhưng do phước báo quý vị nó còn dày quá, vì không thấy thôi. Nhà mình cũng đầy, ở đâu mà không nhiều, thấy người ta chết chưa siêu thoát nhiều dữ lắm, nên cảnh giới hương linh tồn tại dữ lắm chứ. Không mà buổi sáng mà buồn ngủ mà giảng thì nó hết buồn ngủ. Thấy bị yếu yếu rồi đó, giảng mấy đoạn này vô là thấy tỉnh veo rồi, thấy chưa? Không mà giảng cái này nó lạ lạ lại một chút, tại những buổi kia mình giảng cách khác, nhưng mà giờ này nè, cái lượng Phật tử này là lượng Phật tử chung chung nè, nghe không, nhiều lắm á, nghe không. Có cái bà kia ở trong nhà bà, ở trong nhà bà thì thường là ở nhà ta có cái bàn thờ, ở kia thờ ông nội ông ngoại đồ, mang mắt kiến đồ, bằng áo dài đồ hình bự bự quý vị có mà. Rồi xong cái bằng đêm bằng ngủ, bằng đêm bằng ngủ thì nhà vắng mùng thì bắt thêm cái bóng đèn mà kêu mà để bằng thờ đỏ đỏ đi, này đỏ đỏ thôi chứ quê của bác này đỏ 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 đó, thì tự nhiên nguyên một cái nhà đỏ quét à. Thì bà ngủ nửa đêm bà giật mình thức dậy thì tự nhiên bà mơ mơ màng màng, mà thường á là phần âm là lúc mình mơ mơ màng màng mình ưa thấy, tại vì cảnh giới người ta là mơ mơ màng màng nên mình mơ mơ màng màng là mình ưa xâm phạm cảnh giới đó lắm. Thì bị biết là lúc hơn 12 giờ khuya thì bắt đầu là cô giật mình thức dậy, cô mở mắt ra cô thấy trên bàn thờ ngồi đầy hết chính, ngồi đầy hết chứ nghe, mà ngồi nói chuyện qua lại nha, quá trời đông luôn, ngồi bàn thờ đầy hết chứ. Thì biết rằng vì sao mà trong kinh Phật nói là một cái cây to qua đầu mình khi muốn chặt là mình phải nói lên 3 ngày mới chặt, là vì cái bóng cây là nhà anh ta đó, bóng cây là nhà anh ta quý vị, mà quý vị chặt cây là quý vị đang phá nhà anh ta, mình phải báo cho người ta biết để người ta dọn nhà. Bóng cây là người ta ở trong bóng cây quý vị. Nó nên từ nơi đó, thí dụ như tại sao mà người ta cầm một cái lư hương mà cái gì cái nhang mà cái cây nhang mà cái đoạn dưới khúc của nó chân nhang á, ta cầm đi thì nên ta kêu hương linh vô đó, ta cầm đi đó. Thì vị biết tiên nó nhỏ xíu nhưng cái cảnh giới trong đó nó lớn, cảnh giới trong đó nó rất là lớn á. Trên bàn thờ mình thờ có một chút vậy thôi, nhưng mà cái cảnh giới người ta là một căn nhà, nên ta ngồi trên đó ta chơi cái bà này, bà nhìn nó trời sao mà đầy hết trơn, rồi thấy ông nội ông ngoại gì hình ảnh mà thờ đó đó là ngồi trên đó nghiêu ngao nói chuyện trên đây. Đó không? Còn nhiều người lạ ngồi đông lắm à. Nên nó còn có cái chú này ổng á, thì bị biết rằng là tại cái nơi đó thấy không? Mà năm nào nó cũng xe đụng nó chết, mà cái ông này ổng yếu bóng díu quá, là ổng cứ thấy là một cái hương linh cứ đứng mà mắt mũi miệng máu nó chảy, cứ đứng nó hoài, cứ đứng đó, mà đứng nó cứ rên suốt, mà rên đau quá đau quá đau quá à, vậy đó cứ than thở. Mà ông này ông nói tàu gì đâu mà thấy thê thảm thế kia, thê thảm đừng có nói nữa. Rồi xong tay họ rớt ra mà để cái bên mà họ cứ đau quá
Thấy không? Nên mình nghe gì rồi mình mới thấy rằng là khi mà mình còn sống mình tu là cơ hội. Mà khi mà mình chết rồi quý vị thấy mình làm cô hồn thì cái cơ hội tu mình nó khó. Tại vì bây giờ mình nghe gì là câu nào mình nghe câu nấy. Nhưng khi hương linh là nghe câu được câu mắc. Tại vì quý vị biết rằng hương linh mà hoa như gió vậy. Một cái sự tác động nhẹ đối với mình, còn đối với họ là một tác động rất lớn. Nên ba hồn chính vía của họ nó tan biến. Nên họ đâu có mạnh như mình đâu mà dễ nghe pháp dễ tu. Hoặc là người ta đâu có thấy họ đang tu, người ta lợn, người ta quỳ ngay đó, người ta xô ra văng qua một bên. Nên quý vị thấy mình còn sống là mình dễ tu. Chết rồi mình làm hương linh khó tu lắm quý vị ô. Giống như những đứa kể vì nghe bao nhiêu câu chuyện thấy chưa. Cái tình chấp con người nó ghê lắm. Bởi vì mình phải nhìn thấu. Có cái bà cụ già trong chùa bá mắt gì đó mà đem cái mền bà đưa cho cái cô kia đắp. Vậy mà qua 12 giờ phi bà lỡ bà đứng ngay đầu nằm. Bà nói nè: trả mền cho tôi, trả mền cho tôi. Ghê không? Bà này sáng bà giật mình thức dậy thì bắt đầu là bà lợi bà hỏi: ủa cô, hôm qua cô đưa cái mền cho tôi, mền này mền ai? Mà tối có cái bà già bà lợi bà đòi mền. Nói cái mền này của cái bà già mới chết từng trước. Kinh khủng không? Có tình chấp vì thấy ghê chưa? Tình chấp kinh khủng mà đó là bà già trong chùa những đức hướng dẫn mà niệm Phật á. Vậy mà cái tình chấp của bà, quý vị biết cái mền đó không phải như đức cho, mà cái mền đó là cái mền con bà cho. Quý vị thấy nó thương chỗ nào mà cho món đồ là nó quý ghê. Mà nó quý là nó chấp, mà chấp nặng là nó dính ngay cái mền. Vậy mà bà dính cái mền là bà không đi được. Vì cẩn thận nghe. Cẩn thận nghĩa là cảnh giới hương linh vẫn tồn tại. Vẫn tồn tại. Còn ngày xưa trên Đà Lạt quý vị biết rằng là cái bà này bà nằm chỗ này bà chết, là cái giường của bà. Bà chết hộ niệm xong như vậy mà đưa người ta lên nằm cái giường đó, bà bắt đầu bà tối bà lỡ bà đòi giường. Bà đòi giường vua sắc rồi là tối bà lỡ bà đòi giường. Bà này sáng sợ hết hú hồn, lỡ bắt đầu gặp những đức nói có cái bà lỡ bà đòi giường. Vậy đức hỏi cái bà đó làm sao. Bà này bà tả là bà lùng lùng. Nói à cái bà mới chết bà lỡ bà đòi giường. Ghê chưa? Những đức lỡ ngay cái giường. Những đức nói nè, bà là người niệm Phật, bà sát bà cầu sanh Cực Lạc, mà bây giờ bà chết rồi mà bà không chịu sanh Cực Lạc, mà bà ở đây bà đòi giường cái gì? Bà mà đòi nữa là bời bà biết tay với tôi sao bà biết. Từ đó sao cái bà kia nằm không dám đến đòi, sợ chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Nhưng mà phải cái người cao tay hơn họ nói được. Còn quý vị lỡ vì nói đều biết. Ví dụ như mấy cô trưởng đoàn đồ này có công phu á. Ví dụ như mà gặp những cái trường hợp mà cái kiểu mà vô phòng mà thấy người ta gì mấy cô lại mấy cô nói nè: thôi qua phòng tôi ở đi. Đúng không? Kêu nó thôi giờ phòng này nhát lắm, nó sợ lắm, thôi quý vị qua phòng tôi. Dám không? Dám. Phát Tâm Bồ Tát đạo đi. Qua phòng tôi. Gió thổi bằng đêm á, cái cửa kêu cục 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 cục. Không mà thường là con người sợ ma quý vị, nó ưa nghe cái tiếng động. Phải không? Nghe ma, sợ ma là ưa nghe tiếng động. Cái trong khi cái cửa bình thường mình nghe cái cửa kêu cộp cộp cộp. Mà nhất là chùa mình á, chùa mình bị ngủ vì ưa nghe cái tiếng gõ cửa lắm. Cộp 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 à. Nó lại vì biết gì sao? Gió thổi em. Cửa chùa mình nó ưa nhúc nhích, nó đập vô cộp 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 cộp. Thấy không? Nhưng mà con người quý vị nghe, mà khi mà sợ ma đó, lại bị nghe tiếng động quý vị cũng nghe nữa. Khi sợ ma còn một tiếng như xíu cũng nghe nữa. Rồi gió thổi á, gió thổi mà cái màn phất phơ phất phơ phất phơ phơ, tự nhiên mình thấy cái mình chùm đầu lại. Sợ. Thằng chút mình sợ rồi kêu mà ừ. Đúng không? Bây giờ mình niệm Phật phải niệm Phật thôi. Phải nhớ nè,